Chào quý vị, xin chào nha. Cửa hàng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cửa hàng test một sản phẩm đến từ thương hiệu Đề Nông, có tên gọi là PMA 750. Sản phẩm này cửa hàng báo giá luôn cho anh em, đó là 6.500.000 đồng. Hàng bao zin, bao đẹp và ghép được rất nhiều loại loa với con âm ly này. Loa Nhật khỏi nghĩ anh em nhá, loa Nhật khỏi nghĩ. Còn nó còn có thể ghép được những dòng loa cổ, chẳng hạn AR, KLH Arriven, Bozak của Mỹ, hoặc dòng loa Anh Quốc Waffledep, BVK, hoặc các dòng loa của châu Âu, chẳng hạn như là Jamo. Đó, loa cây, loa cột, đánh được hết với con Obi này. Mà quan trọng nữa là vừa tiền, khủng khỏe. Công suất là 200W, điện 100V. Thiết kế đánh hai cầu loa AB cộng B, có chỉnh bát chép, có lao lướt cật loa, và đây là các đường vào tín hiệu âm thanh. Mời anh em cùng thưởng thức chất âm của em nó. Những con âm ly Đề Nông cổ như thế này, chất âm nó rất là trong, rõ, sắc nét. Nó là một mẫu âm ly cổ, nhưng nó là một con âm ly cổ khỏe anh em nhé. Các chức năng là hoạt động ổn hết. Bề ngang 43,5, chiều sâu nó cũng phải tầm gần 40 anh em nhé, chiều cao tầm khoảng 12, góc cạnh mượt mà sắc nét. Tôi quay mặt sau anh em cùng ngắm. Bao zin bao đẹp cho anh em. Đây là mặt sau, series rất gọn gàng luôn, 3 số 1, 6066, 200W, 100V, PMA 750. Anh em có thể cắm AUX tuner và qua đường PB, PB của cổng tiếp 1, tiếp 2. Trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Chạy sò than 2 vít anh em nhá. Rất lực luôn con này. 4 sò than 2 vít tản nhiệt như một là một cái thang ấy, nó dọc từ bên trái sang bên phải, nguồn to. Tôi sẽ chèn một vài kiểu ảnh nội thất để anh em xem phía sau. Tiếng ghi phăng phắc anh em nhé. Anh em muốn đánh hai đôi loa liền thì bấm sáng cả A cộng B. Đó.